Lời dẫn. Trung Dung vốn là tên một thiên, thiên thứ 31 trong 49 thiên của sách Lễ Ký, sau được tách ra thành một trong tứ thư trở thành kinh điển của Nho gia. Tương truyền là tác phẩm của Tử Tư sống đầu thời Chiến Quốc. Tử Tư, 483-402 trước Công Nguyên, họ Khổng, tên cấp là cháu đích tôn của Khổng Tử. Sự ký. Khổng Tử thế gia chép, Khổng Tử sinh Lý, tự Bá Ngư. Bá Ngư sinh Cấp, tự Tử. Tư. Sử ký còn cho biết Tử Tư thường khốn nữ Tống. Tử Tư tác Trung Dung, từng bị khốn ở nước Tống. Tử Tư làm ra Thiên Trung Dung. Sự tích cuộc đời Tử Tư ngày nay không thể khảo rõ được. Theo sự ghi chép của sách Mạnh Tử thì Tử Tư từng được Lỗ Mậu Công và Phí Huệ Công tôn làm người hiền, đãi theo lễ thời học, nhưng rốt cuộc vẫn không được dùng. Hán Thư Nghệ Văn Chí ghi tên sách Tử Tư Tử, 23 thiên, đã thất truyền. Chính Huyền và Khổng Dĩnh Đạt đều nói Trung Dung trong sách Lễ Ký là do Tử Tư làm ra. Tống Nho đã khẳng định thuyết đó, cho rằng Thử Thiên nãi Khổng Môn truyền thụ tâm pháp, Tử Tư khủng ký cửu. Của Khổng Môn. Tử Tư e lâu ngày sẽ sai lạc đi, nên chép vào sách để trao cho Mạnh Tử Chu Hy Trung Dung Chương Cú. Trong mạch truyền đạo thống, Tử Tư là cái gạch nối giữa Tăng Tử ở trước với Mạnh Tử ở sau, được tôn là Thuận Thánh. Đời sau phần nhiều coi Trung Dung là trước tác của Tử Tư, và ghép Tử Tư với Mạnh Tử làm một học phái gọi là Tư Mạnh Học Phái. Các học giả cận đại có người hoài nghi, cho rằng trong Trung Dung có những câu như Kim Thiên Hạ, Sa Đồng Quỹ, Thư Đồng Văn, Hạnh Đồng Luân, hẳn là tác phẩm ở buổi giao thời Tần Hán, chứ không phải của Tử Tư. Hàn Phi Tử Hiền Học khi trình bày Nho phân vi bát coi Tử Tư chi Nho là một học phái độc lập. Tư tưởng của Tử Tư thành một học phái là điều có thể khẳng định song tình. Hình thực tế của tư tưởng Tử Tư thì còn phải tiếp tục nghiên cứu. Quách Mặc Nhược, Dương Binh Quốc cho Trung Dung là tác phẩm của học phái Tư Mạnh thời Tiên Tần. Phùng Hữu Lan coi là tác phẩm của học phái Mạnh Tử thời Tần Hán. Toàn Thiên lấy Trung Dung làm chuẩn mực đạo đức và quy luật tự nhiên tối cao. Trung Dung là khái niệm được Khổng Tử nêu ra trước nhất. Trung Dung chi vi đức giả, kỳ trí hĩ, hồ, dân tiện cửu hĩ, Trung Dung là cái đức tốt đến cực điểm. Mọi người thiếu cái đức đó. Đã lâu lắm rồi luận ngữ ung dã. Với Khổng Tử, Trung Dung là một phạm chủ quan. Trọng trong tư tưởng triết học và đạo đức của ông, có nghĩa là cái nguyên tắc chung nhất. Nắm lấy chung như quy luật vận động của sự vật, không thiên lệnh. Thật ra cội nguồn của tư tưởng này đã có từ lâu. Nhiều lúc nhường ngôi cho Thuấn đã nhấn mạnh rằng cai trị xã hội phải doãn chấp kỷ trung, luận ngư nhiều biết. Chu Công cũng đề xướng thực hành trung đức, thượng thư, cửu cáo, và nhấn mạnh rằng khi xử kiện và dụng hình phải trung chính, thượng thư, lã hình. Quan niệm chuộng trung trong Chu Dịch càng thể hiện rõ. Hào tư của các hào trung, tức là hào nhị và hào ngũ, trong 64 quẻ hầu hết đều tốt lành. Thời Xuân Thu, quan niệm trung hòa được phát triển. Như án anh nêu ra ngũ vị điều hòa thành mỹ canh, canh ngon, ngũ sắc hiệp hòa thành văn thái, màu sắc đẹp đẽ, ngũ thanh tương hòa thành mỹ nhạc, quân tử nghe thấy tâm bình đức hòa, tả chuyện chiếu công nhị thập niên. Trên cơ sở ấy, Khổng Tử nêu lên khái niệm Trung Dung, nâng quan niệm trung hòa lên tầm triết học. Ông nói, quân tử Trung Dung, tiểu nhân phản Trung Dung, Lễ Ký, Trung Dung. Chữ Dung có ba nghĩa. Một, nghĩa là dụng. Trình Huyền thời Đông Hán nói, danh viết Trung Dung giả, dĩ kỳ ký trung hòa chi vi dụng dã. Dung, dụng dã, đặt tên là Trung Dung, vì nó ghi lại cái tác dụng của trung hòa. Dung tức là dụng thích văn và lễ ký chính nghĩa. Hai, nghĩa là thường đạo. Chính Huyền chú Lễ Ký Trung Dung nói rằng, dung thường dã, dụng trung vi thường đạo dã, dung là đạo thường. Dụng trung vi thường đạo dã, dung là đạo thường. Lấy trung làm đạo thường, đạo không thay đổi. Hà Yến thời Ngụy trung hòa khả thường hành chi đức, dung là thường. Trung hòa là đức có thể luôn luôn thi hành luận ngữ ung gia chú. Ba, nghĩa là bình thường, Chu Hy Trung Dung Chương Cú. Tư tưởng Trung Dung của Khổng Tử thừa nhận lưỡng đoan hai đầu đối lập của sự vật là tồn tại khách quan và chủ trương thái độ hòa nhi bất đồng đối với hai đầu đối lập ấy. Ông nhấn mạnh chấp lưỡng dụng chung không quá, không bất cập. Tư tưởng Trung Dung của Khổng Tử vừa là thế giới quan, lại vừa là một phương pháp cơ bản để đối xử với tự nhiên, xã hội và nhân sinh, có tính thực tiễn rất mạnh. Chẳng hạn, về chính trị, ông chủ trương danh chính ngôn thuận, lễ nhạc hưng nhi hình phát chúng, và khoan dĩ tế mãnh, mãnh dĩ tế khoan, chính thị dĩ hòa,
Khoan Hậu giúp cho Nghiêm Mãnh, Nghiêm Mãnh giúp cho Khoan Hậu, chính sự nhờ vậy được điều hòa tả chuyện. Chiêu công nhị thập niên. Về kinh tế, ông chủ Trương Huệ Nhi bất phí, Lao Nhi bất toán. Dục Nhi bất kham, Luận Ngữ. Nghiêu viết, và thi thủ kỳ hậu, sự cử đắc trung, Liêm Tổng. Ký bạc. Ra ơn thì hậu, làm việc thì trung, thu lấy thì bạc tả chuyện. Chiêu công thập nhất. Thập nhị niên. Về đạo đức, luân lý, ông coi trung dung là trí đức, chủ trương. Trực đạo nhi hành, Luận Ngữ. Vệ linh công. Về mỹ học, ông chủ trương văn chất kiêm bị, coi trọng cả nội dung lẫn hình thức, lặng. Nhi bất dâm, ai nhi bất thương, Luận Ngữ, bát giật. Tư tưởng trung dung của Khổng Tử. Vừa có mặt hợp lý là khẳng định các mặt đối lập của sự vật dựa vào nhau mà tồn lại, thừa. Nhận trạng thái cân bằng của sự vật trong những điều kiện nhất định, nhưng cũng có mặt. Tiêu cực là đòi hỏi giữ vững hạ độ của sự vật, ngăn chặn sự chuyển hóa. Sau Khổng Tử, trung dung, tương truyền là của Tử Tư, cho rằng trung là thiên hạ. Chi đại bản, cái gốc lớn của thiên hạ, và trung dung là tiêu chuẩn đạo đức tối cao. Các nhà nho về sau không ngừng giải thích bổ sung và phát huy trung dung. Với Trinh Chu, trung dung chẳng những trở thành phương pháp cơ bản để nhận thức thế giới và chuẩn mực cơ bản để xử sự tiếp vật của nho ra mà còn thấm vào tâm lý xã hội của con người nói. Trung dung kế thừa tư tưởng trung dung của Khổng Tử và gắn nó với đạo đức nhân. Tính, trung giã giả, thiên hạ chi đại bản giã, hòa giã giả, thiên hạ chi đại đạo giã. Chí trung, hoa, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên, chương thứ nhất, và chỉ ra, quân tử trung dung. Tiểu nhân phản trung dung. Coi trí thành là coi đạo đức tối cao và là bản nguyên của thế giới, thành giả, thiên chi đạo giả, thành chi giả, nhân chi đạo giả và nói rõ thành giả. Bất miễn nhi chúng, bất tư nhi đắc, thung dung trung đạo, thánh nhân giả, chương thứ hai. 10. Duy thiên hạ trí thành, vĩ năng kinh luân thiên hạ chi đại kinh, lập thiên hạ chi đại. Bản, chi thiên địa chi hóa dụng, chương thứ 32. Trung dung cũng đã trình bày hai. Hình thái tu dưỡng là tôn đức tính và đạo vấn học. Cố quân tử tôn đức tính nhi đạo. Vấn học, trí quảng đại nhị tận tình vi, cực cao. Chương thứ 2. 17. Hai hình thái này còn được gọi là tự thanh minh, vị chi tính, tự minh thành, vị chi giáo. Chương thứ 21, Trung Dung cũng đề ra quá trình học tập và quá trình. Nhận thức bác học chi, thẩm vấn chi, thật tư chi, minh biện chi, đốc hành chi, chương thứ 20. Từ thời Tống, Trung Dung cùng với Đại học và Luận Ngữ, Mạnh Tử được gọi chung là tứ thư. Ở Việt Nam, trong thời đại khoa cử, Trung Dung cũng như tứ thư nói chung đều rất được đề cao. Ngoài những công trình chung về tứ thư như đã giới thiệu trong đại học, Dịch Chú, thuộc bộ giáo trình này, có những sách chuyên nghiên cứu Trung Dung. Hiện có trong thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm các cuốn chuyên khảo sau đây. 1. Trung Dung diễn ca do Phạm Thiếu Du soạn. Cao Xuân Dục đề bạt. Sách diễn Nôm 33 chương sách Trung Dung. Là một bản viết, chép lại từ bản in năm 1891, mang ký hiệu AB540. Sách này đóng chung trong tập diễn ca Dịch Quái cùng một số bản diễn nôm khác. Phạm Thiếu. Phạm Đình Thoái. 2. Trung Dung giảng nghĩa. Giải nghĩa 33 chương sách Trung Dung, dựa theo bản chú thích của Chu Hy. Sau mỗi câu chữ Hán, có một câu giải nghĩa bằng chữ Nôm. Không rõ dịch giả. Ký hiệu AB278. 3. Trung Dung thuyết ước. Sách do Lê Văn Ngữ, tự là Ứng Hỏa soạn năm Bảo Đại 2, 1927. Ký hiệu sách A2595. Sách tóm lược nội dung 33 chương sách Trung Dung và đầu sách có bức thư chữ Nôm của tác giả gửi thống sứ Bắc Kỳ lúc đó. Bằng chữ quốc ngữ có bản Trung Dung chính văn trích dịch của Phan Bội Châu trong Không Học Đăng, quyển 1 hoàn thành năm 1929. Trong tác phẩm này, tác giả vừa trích dịch Trung Dung vừa khảo cứu các vấn đề mệnh, tính, đạo với Trung Hòa, Trung Dung, đạo. Với Trung Dung, chân lý của quỷ thần, đạo thuộc về chữ thành, luân lý ở trong thành. Chi đạo. Thành chi đạo thuộc về tu thân, chính trị ở trong thành chi đạo, hai bậc. Người ở trong thành chi đạo, kể công phu làm cho đến thành chi đạo, công phu thận. Độc. Giới thiệu sách này tác giả nói. Sách này là chân đích phái của Khổng Học, cũng in như sách đại học. Nhưng đại học có ý dễ hiểu, Trung Dung thời thiệt khó hiểu. Tiết thứ nhất có câu thiên mệnh chi vị tính, tiết cuối cùng được câu thượng thiên. Chi thái, vô thanh vô số. Toàn bộ sách mở đầu ra chữ thiên, thắt đuôi lại cũng chữ thiên. Chỉ cốt nói rõ thiên chi đạo. Nhưng đạo của trời cũng chỉ ở nơi lòng người mà ý nghĩa tinh thần thời tóm vào trong. Một chữ thành. Hai chữ thành thân lại là cốt tủy ở trong bản sách này. Ngoài ra có bản dịch của Đoàn Trung còn trong bộ tứ thơ, nhà xuất bản Thuận Hóa Huế in lại.
Năm 1996. Trong tập sách chuyên khảo Nho giáo xưa và nay, nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội, 1994, tác giả Quang Đạm đã dành trên 100 trang sách để nghiên cứu từ thuyết đồng quy đến thuyết Trung Dung và vấn đề học tập là những nội dung liên quan trực tiếp đến Trung Dung. Bản dịch chú này của chúng tôi, trong khuôn khổ bộ ngữ văn Hán Nôm của Viện Nghiên cứu Hán Nôm dành cho chương trình đào tạo sau đại học, được thực hiện trên cơ sở tham khảo ý kiến của các tác giả trong và ngoài nước, trong đó có bản dịch chú của Tiền Huyền. Nhạc Lộc Thư Xã năm 1994. Kính mong độc giả chỉ giáo. Chương thứ nhất. Tiết thứ nhất. Thiên mệnh chi vị tính, xuất tính chi vi đạo, tu đạo chi vị giáo. Dịch nghĩa. Mệnh trời gọi là tính, phát triển thuận theo tính gọi là đạo, tu dưỡng theo đạo. Gọi là giáo. Chú giải. Một thiên mệnh, mệnh trời, một trong những phạm chủ trọng yếu trong hệ thống tư tưởng của Khổng Tử. Chỉ tinh tất yếu khách quan mà sức người không thể thay đổi được. Xin xem chú thích một, Thiên Liêu viết, sách luận ngữ trong bộ giáo trình này. Tử tư phát huy tư tưởng thiên mệnh của Khổng Tử mà nêu ra mệnh đề thiên mệnh. Chi vị tính, thực chất đây là một định nghĩa về tính. Hai tính là gì? Tính là cái mà tự nhiên bẩm phú cho người mà người ta bẩm thụ lấy. Thuộc về thiên thì gọi là mệnh, phú vào người ta rồi thì gọi là tính. Khổng Tử đã có bàn đến tính. Ông nói, tính tương cận giã, tập tương viễn giã. Bản. Tính người ta đều gần giống nhau, nhưng do chịu những ảnh hưởng khác nhau mà thành. Khác xa nhau luận ngữ dương hóa. Mạnh Tử nêu ra thuyết tính thiện, Mạnh Tử đạo tính thiện, Mạnh Tử nói rằng. Tính là thiện, Mạnh Tử đằng văn công thượng. Về sau, ông đã giải thích và phát triển. Thêm về nhân tính và kiên trì nhân tính vi thiện. Ông nói, nhân tính chi thiện giã, do thủy. Chi tiểu hạ giã. Nhân vô hữu bất thiện, thủy vô hữu bất hạ, tính người ta là thiện, cũng. Giống như nước luôn chảy xuống chỗ thấp. Người ta chẳng có ai bất thiện, cũng giống như. Nước không khi nào không chảy xuống chỗ thấp, Mạnh Tử cáo từ thượng. Nhân, nghĩa. Lễ, chí phi do ngoại thước ngã giã, ngã cố hữu chi giã, nhân, nghĩa, lễ, chí không phải do tử. Bề ngoài nung đúc cho ta, mà chính ta vốn sẵn đã có những điều ấy, Mạnh Tử. Cáo tử. Thượng. Cái gọi là tính thiện ấy, nói cụ thể ra là trác gần chi tâm, nhân giai hữu chi, tu ố chi tâm. Nhân giai hữu chi, cung kính chi tâm, nhân giai hữu chi, thị phi chi tâm, nhân. Giai hữu chi. Lòng trác gần, người ta đều có, lòng biết thẹn, biết ghét, người ta đều có, lòng cung kính. Người ta đều có, lòng phân biệt phải trái, người ta đều có, Mạnh Tử. Cáo tử thượng. Trái lại, quan niệm của Tuân Tử về tính người là thuyết tính ác. Tuân Tử nói, nhân, chi tính ác, kỳ thiện giả ngụy giã, bản tính của người ta là ác, nó sở dĩ thiện là do cố tình. Tạo ra Tuân Tử, tính ác. Ông chia tách tính người ra thành hai phương diện tính và ngụy và cho rằng, tính giả, bản thủy tài phát giã, ngụy giả, văn lý long thịnh giã. Tính là bản thủy chất phát, còn ngụy là văn vẻ rồi rào Tuân Tử. Lễ luận, tính là thiên. Thiên, sẵn có. Còn ngụy là hậu thiên, về sau mới có. Vì thế ông cho rằng phàm tính giả. Thiên chi tự giả, bất khả học, bất khả sự, lệ nghĩa giả, thánh nhân chi sở sinh giả, nhân chi. Sở học nhi năng, sở sự nhi thành giả, phàm bản tính là do trời làm nên, không thể học. Được, cũng không thể làm ra được. Còn lệ nghĩa thì do thánh nhân tạo sinh ra, người ta có. Thể học. Mà biết, có thể làm mà thành Tuân Tử. Tính ác. Ông chỉ ra rằng, phàm nhân. Chi tính giả, niêu thuấn chi giữ kiệt, trích, kỳ tính nhất giả, quân tử chi giữ tiểu nhân, kỳ. Tính nhất giả, phàm là bản tính người ta, thì niêu thuấn với kiệt, chính, cái tính của họ. Là một, quân tử với tiểu nhân, cái tính của họ là một vậy Tuân Tử. Tính ác, cho nên tuy. Niêu, thuấn bất năng khư dân chi dục lợi, dẫu là niêu thuấn không thể bỏ được. Lòng mong muốn điều lợi như mọi người Tuân Tử. Đại lược, và cái gọi là tính ác, tức là. Chỉ những nhu cần sinh lý tự nhiên, cơ nhi dục bão, hàn nhi dục đoãn, lao nhi dục hưu, mục hiếu sắc, nhi hiếu thanh, khẩu hiếu vị, tâm hiếu lợi, cốt thể phu ly hiếu du giận, đói thì muốn no, rét thì muốn ấm, mệt thì muốn nghỉ, mắt ưa sắc đẹp, tai ưa tiếng hay, mồm ưa vị ngon, lòng ưa điều lợi, cơ thể da xương thì ưa nhàn nhã Tuân Tử. Tính ác. Ông chỉ ra rằng nếu để mặc cho bản tính người ta cứ tự do phát triển, thì tất sẽ dẫn tới sự sa đọa của con người và sự rối loạn của xã hội. Đó chính là cơ sở lý luận cho chủ trương chính trị của ông là lễ pháp kiêm trị, vương bá tịnh thi, dùng cả lễ lẫn phép, thực hành cả vương đạo lẫn bá đạo. Nhưng tính thiện của Mạnh Tử, tính ác của Tuân Tử, cũng như tính thiện ác hỗn của Đồng Trọng Thư, Dương Hùng và các học giả khác đều là chuyện về sau.
Trung Dung chỉ khẳng định thiên mệnh chi vị tính và xuất tính chi vi đạo. Ba đạo, trong luận ngữ, đạo xuất hiện cả thảy 60 lần, trong đó 44 lần là thuật. Ngữ của Khổng Tử, được dùng với nhiều nghĩa khác nhau. Một, nghĩa gốc là đường đi đạo thính nhi đồ thuyết, nghe chuyện ngoài đường rồi. Thuật lại ngoài đường luận ngữ. Dương hóa. Nghĩa này cũng thấy ở quẻ lý trong kinh. Dịch, lý đạo thản thản, đi trên đường bằng phẳng. Hai, đường lối chính trị, lệ chi dụng, hòa vi quý, tiên vương chi đạo từ vi mỹ, tắc. Dụng của lễ, lấy hòa làm quý. Đạo của các tiên vương đẹp ở đó lời hữu tử. Luận ngữ. Học nhi. Nghĩa này cũng đã thấy trong thượng thư. Hôn phạm. Vô thiên vô đảng. Vương đạo đáng đáng, vô đảng vô thiên, vương đạo bình bình, vô phản vô chắc, vương đạo. Chính trực, không thiên lệch, không bè phái, vương đạo thiên thang, không bè phái. Không thiên lệch, vương đạo bằng phẳng, không có phản chắc, vương đạo chính trực. Nếu thực hành đường lối chính trị đúng đắn, thiên hạ thái bình, gọi là trị thế, Khổng Tử gọi là hữu đạo, ngược lại là luận thế. Khổng Tử gọi là vô đạo, thiên hạ hữu đạo tắc. Hiện, vô đạo tắc ẩn. Bang hữu đạo, bần thả tiện yên, sỉ dã, bang vô đạo, phú thả quý yên. Sỉ dã, luận ngữ. Thái bá, và tử vị nam dung, bang hữu đạo, bất phế, bang vô đạo, miễn. Ứ hình lục, luận ngữ. Công giá tràng. Ba, phát sinh thành nghĩa nhân sinh quan, thế giới quan và thậm chí là triết lý sâu. Sắc. Thí dụ, tử viết, tiên văn đạo, tịch tử khả hĩ, luận ngữ. Lý nhân, tử viết, sĩ trí ư. Đạo, nhi sĩ ác thực giả, vị túc giữ nghị giã tử viết, xâm hổ. Ngô đạo nhất dĩ quán trì. Tăng tử viết, phu tử chi đạo, trung thứ nhi dĩ hĩ, luận ngữ. Lý nhân. Nhân năng hoàng. Đạo, phi đạo hoàng nhân, luận ngữ. Vệ linh công. 4. Phương pháp hoặc biện pháp. Như trong các câu tử viết, xa bất chủ bì, vi lực bất. Đông khoa, cổ chi đạo giã, luận ngữ. Bát giật. Tử viết, phú giữ quý, thị nhân chi sở dục giã, bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất xử giã, luận ngữ. Lý nhân. 5. Đạo lại chia ra thiên đạo, đạo trời, địa đạo, đạo đất, và nhân đạo, đạo người. Khổng Tử và các hậu nho chú ý đến nhân đạo. Quân tử học đạo, tắc ái nhân, luận ngữ. Dương hóa. Tuân tử, nho hiệu nói, đạo. Giả, phi thiên chi đạo, phi địa chi đạo, nhân chi sở dĩ đạo giả. Hàn Dũ đời đường nói đến. Đạo là đạo của tiên vương do nghiêu, thuấn truyền lại, cũng tức là đạo của thánh nhân. Đạo nhân nghĩa của Khổng Mạnh. Học giả cận đại, chính quan ứng cho rằng quy. Luật chung của vũ trụ gọi là đạo, học thuyết của Khổng Tử là đạo lớn của thế gian là đạo. Lớn của Trung Quốc từ Phục Hy, Thân Ông, Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Võ. Liệt thánh tương truyền đến nay, và Khổng Tử thuật lại để dạy muôn đời thiên hạ, thịnh, thế nguyên môn. Đạo nói ở tiết này của Trung Dung chính là dùng với nghĩa, ba, và có cả khía cạnh của nghĩa, năm, nhân đạo. Bốn giáo, tu đạo chi vị giáo. Giáo là tu đạo. Khổng Tử đã nhiều lần nói về giáo. Trong luận ngữ, ở Thiên Tử Lộ đã có cuộc đối thoại giữa ông với Nhiệm Hữu, người học trò. Đánh xe cho ông đi đến nước Vệ mà về sau người ta tóm tắt bằng ba chữ thứ phú giáo. Ông cho rằng đối với một nước đã có đông dân thì nhiệm vụ của người cai trị là phải lo làm. Cho họ giàu lên, và sau đó là tiến hành giáo hóa họ, nói theo ngôn ngữ ngày nay là chăm lo. Đời sống vật chất và đời sống văn hóa của nhân dân. Cũng ở Thiên Tử Lộ, ông nói, thiện nhân giáo dân thất niên, diệt khả dĩ tức nhung hĩ. Và dĩ bất giáo dân chiến, thị vị khí chỉ, ở đây giáo có nghĩa hẹp hơn là huấn luyện cho tác. Chiến. Khổng Tử còn nêu lên tư tưởng giáo nhi hậu hình như một nguyên tắc cơ. Bản để trị nước, đó là sự cụ thể hóa tư tưởng đức trị vi chủ, hình phạt vi phụ. Của nho gia. Khổng Tử nói, đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sỉ, đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, dân sỉ thả cách, luận ngữ. Vi chính. Đó là tự nhấn mạnh công cuộc giáo hóa về đạo. Đức. Ông lại nói, bất giáo nhi sát vị chi ngược, luận ngữ. Nghiêu viết, và thiện nhân vi. Bang bách niên, diệt khả dĩ thắng tàn khử sát hĩ, luận ngữ. Từ lộ. Chữ giáo ở tiết một sách Trung Dung này bao gồm cả đức chính và giáo hóa. Với ba mệnh đề cốt lõi này, tiết một đã bao hàm ý nghĩa rộng lớn và sâu xa của toàn sách. Trung Dung trên cả các phương diện triết học, chính trị và đạo đức, đáng để người học nghiền ngẫm. Tiết thứ nhì. Đạo giã giả bất khả tu du ly giã, khả ly phi đạo giã, thị cố quân tử giới thận hồ kỳ sở bất. Đồ, khủng cụ hồ kỳ sở bất văn, mạc hiện hồ ẩn, mạc hiện hồ vi, cố quân tử thận kỳ độc giã. Dịch nghĩa. Đạo là cái không thể xa rời dù chỉ trong chốc lát,
nếu có thể xa rời được, thì đã không phải là đạo. Bởi thế quân tử đặc biệt cảnh giác thận trọng ở chỗ người ta không nhìn thấy, lo thấy, chẳng có gì rõ hơn vật che giấu, chẳng có gì làm hiển lộ chân tướng hơn những việc nhỏ bé. Cho nên người quân tử đặc biệt thận, trong khi chỉ có một mình vậy. Tiết thứ ba. Hỉ, nộ, ai, lạc chi vị phát, vị chi trung, phát nhi giai chúng tiết vị chi hòa. Trung giã giả. Thiên hạ chi đại bản giã, hòa giã giả, thiên hạ chi đạt đạo giã. Chí trung hòa, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên. Dịch nghĩa. Mừng, giận, buồn, vui khi chưa biểu hiện ra, gọi là trung, biểu hiện ra mà phù hợp với quy củ mức độ, thì gọi là hòa. Trung là gốc lớn của thiên hạ, hòa là đạo lý thông đạt trong thiên hạ. Gắng sức đạt tới trung hòa, thì trời đất có được vị trí thỏa đáng, muôn vật được phát. Dục sinh trưởng. Chú giải. Một trung hòa. Thế giới quan và phương pháp luận của Nho gia. Cho rằng, trung hòa là căn bản của trời đất và muôn vật và cũng là đạo lớn thông hành trong thiên hạ. Từ trung hòa xuất hiện sớm nhất là Thiên Trung Dung này của sách Lễ Ký. Ở đấy nêu lên phải. Chí. Trung hòa. Tư tưởng này bắt nguồn từ Trung Dung và Hòa Nhi Bất Đồng của Khổng Tử. Khổng Tử đề xướng quân tử Trung Dung, Trung Dung, và quân tử Hòa Nhi Bất Đồng. Luận ngữ. Từ lộ. Sau, học trò của Khổng Tử là Hữu Nhược nhấn mạnh ý nghĩa nguyên tắc vừa phải của chữ hòa và nói rằng, lễ chi dụng, hòa vi quý, tác dụng của lễ, lấy. Hòa làm quý luận ngữ. Học nhi, nhưng lại cho rằng, chi hòa nhi hòa, bất dĩ lễ tiết chi. Diễm bất khả hành giả, chỉ biết hòa mà hòa, chứ không biết điều tiết nó bằng lễ thì cũng không thể thi hành được, luận ngữ. Học nhi. Tương truyền Tử Tư làm ra Thiên Trung Dung đã đề ra khái niệm trung hòa như một phạm chú minh sát, và định nghĩa hỉ, nộ, ai, lạc chi vị phát là trung và phát nhi giai. Chúng tiết là hòa, điểm này không hoàn toàn giống với điều Khổng Tử nhấn mạnh rằng. Giữ được hài hòa, cân đối giữa các mặt đối lập của sự vật. Trung Dung còn bàn về trung hòa trên khía cạnh nguồn gốc của thế giới, cho rằng. Trung giã giả, thiên hạ chi đại. Hòa giã giả, thiên hạ chi đạt đạo giã. Chí trung hòa. Thiên địa vị yên vạn vật dục yên. Đây cũng là điều trước kia chưa hề có. Sự giải thích của các nhà nho đời sau phần nhiều đều có phát huy. Chính Di thời Bắc Tông cho rằng, trung giã giả, ngôn tịch nhiên bất đồng giả giã, hòa giã giả ngôn cảm nhi toại thông giả giã, trung là nói sự khác nhau lặng lẽ, còn hòa là nói cảm rồi thông vậy cận tư lục quyền một. Chu Hi. Thời Nam Tống thì giải thích là tính và tình, cho rằng hỉ, nộ, ai, lạc, tính giã. Kỳ vị phát, tắc, tính giã. Vô sở thiên ỉ, cố vị chi trung. Phát giai trung tiết, tình chi chính giã. Vô sở quay lệ. Cố vị chi hòa, mừng, giận, buồn, vui là tình. Tình chưa biểu hiện ra, thì đó là tính. Không. Hề thiết lệnh, nên gọi là trung. Thể hiện ra đúng mức, đó là sự đúng đắn của tình. Không. Có sai trái, nên gọi là hòa trung dung chương cú. Lại giải thích bằng tính tức lý vị. Phát chi tiền, vạn lý giai cụ, trước khi chưa phát ra, muôn lý đều có đủ, mà ứng sự tiếp vật. Năng tình sát. Đắc giai hợp ư lý sử, có thể xem xét được thì đều hợp với lý sử Chu Tử Ngữ. Loại quyền 62. Vương Thủ Nhân thời Minh cho rằng vị phát chi trung, tức lương chi giã. Chưa phát mà trung, tức là lương chi vậy truyền tập lục trung, chi đắc quá bất cập xứ. Tiêu thị trung hòa, biết được chỗ quá và bất cập, chính là trung hòa truyền tập lục hạ. Hai hòa, là một trong những phạm chủ của tư tưởng triết học Khổng Tử. Chỉ sự điều. Hòa, thống nhất và cân đối giữa các sự vật khác nhau. Khổng Tử nói, quân tử hòa nhi bất. Đồng, tiểu nhân đồng chi bất hòa, luận ngữ. Từ lộ. Khổng Tử chủ trương lấy học thuyết. Nhân lễ thống nhất của mình làm chuẩn tắc cơ bản để hòa hợp với các ý kiến. Ở một loạt. Các phương diện khác nhau của sự vật như khoan mãnh, chi hành, biện nột, văn chất, cũng. Chỉ có đạt được hòa xoay quanh nội dung trung tâm là nhân lễ thống nhất này, mới là điều chí thiện chí mỹ. Về chính trị, Khổng Tử còn nêu ra hòa vô quả, hòa thì không ít. Luận ngữ. Quý thị, cho rằng các vua trừ. Đại phu nếu có thể đạt được sự hài hòa, thống nhất, thì sẽ không cảm thấy người ít. Đệ tử của Khổng Tử là Hữu Nhược. Từng khái quát tư tưởng trộn hòa của Khổng Tử thành hòa vi quý, luận ngữ. Học nhi. Tuy nhiên ở thời đại của Khổng Tử, ông chưa tuyệt đối hóa chữ hòa, cho nên nói chi hòa. Nhi hòa, bất dĩ lễ tiết chi, diễm bất khả hành giã, luận ngữ. Học nhi. Đối với những kẻ bề. Ngoài có vẻ như trung hòa song thực ra là bèo trôi theo sóng ba phải một cách vô nguyên. Tắc, thì ông mắng là hương nguyện,
Đức Chi Tạc Giã, Luận Ngữ. Dương Hóa. Tư tưởng. Chuộng hòa của Khổng Tử bắt nguồn từ quan niệm chuộng hòa của sử bá thời cuối Tây Chu cho đến Án Anh thời Xuân Thu. Sử bá nêu ra hòa thực sinh vật, đồng tắc bất kế, dĩ. Tha bình tha vị chi hòa, quốc ngữ, chính ngữ. Án Anh lại phát huy hàm nghĩa của hòa là sự tương thành tương thế, giúp nhau hình thành lẫn nhau, của những sự vậy tương dị, ít. Tả chuyện Chiêu Công nhị thập niên. Sau Khổng Tử, tương truyền Tử Tư làm gia thiên. Trung. Dung lại phát huy tư tưởng chuộng hòa của Khổng Tử, coi hòa là đạt đạo của thiên hạ, cho rằng hòa có thể giải quyết mọi mâu thuẫn của thiên hạ. Chương thứ hai. Trọng Nghi biết, quân tử trung dung, tiểu nhân phản trung dung, quân tử chi trung dung. Dã, quân tử nhi thì trung, tiểu nhân chi phản trung dung dã, tiểu nhân nhi vô kỵ đạn dã. Dịch nghĩa. Trọng Nghi nói người quân tử thì trung dung, kẻ tiểu nhân thì phản trung dung. Người. Quân tử trung dung, là vì người quân tử, lời nói cũng như việc làm, luôn luôn ở vào vị trí thích đáng vừa phải. Kẻ tiểu nhân phản trung dung, là vì kẻ tiểu nhân không biết kiêng nể. Điều gì, nên cứ làm vừa. Chương thứ ba. Trung dung kỳ trí hĩ hổ. Dân tiển năng cửu hĩ. Dịch nghĩa. Đạo trung dung thật là tuyệt vời. Dân chúng đã tử rất lâu rồi, ý ai có thể làm được. Chương thứ tư. Tử viết, đạo chi bất hành giả, ngã chi chi hĩ, trí giả quá chi, ngu giả bất cập giả. Đạo chi. Bất minh giả, ngã chi chi hĩ, hiền giả quá chi, bất tiếu giả, bất cập giả, nhân mạc bất ẩm. Giã, tiền năng chi vị giã. Dịch nghĩa. Khổng Tử nói, nguyên nhân khiến đạo không thực hành được, ta đã biết rồi, người trí thì thái quá, kẻ ngu thì bất cập. Nguyên nhân khiến đạo chẳng được người đời hiểu rõ, ta đã biết rồi, người hiền thì thái quá, kẻ bất tiếu thì bất cập. Người ta chẳng có ai không ăn, không uống, nhưng rất ít người biết được mùi vị. Chương thứ năm. Tử viết, đạo kỳ bất hành hy phủ. Dịch nghĩa. Khổng Tử nói, đạo có lẽ không thi hành được. Chương thứ sáu. Tử viết, thuấn kỳ đại trí dạ dư. Thuấn hiếu vấn nhi hiểu sát nhi ngôn, ẩn ác nhi dương. Thiện, chấp kỳ lưỡng đoan, dụng kỳ trung ư dân, kỳ tư dĩ vi thuấn hổ. Dịch nghĩa. Khổng Tử nói, thuấn có lẽ là bậc đại trí vậy. Thuấn ham học hỏi và khéo xem xét những lời thiền cận của mọi người, che lấp những điều sai lầm xấu xa trong đó, mà phát huy những điều đứng đắn tốt lành trong đó, nắm lấy hai phía đối lập, chọn lấy cái đúng đang thích hợp mà vận dụng vào trong dân chúng, đó là cái cách để thuấn trở thành thuấn. Trăng. Chương. Thứ bảy. Tử viết, nhân giai viết dư trí, khu nhi nạp trư cổ hộ hãm tỉnh chi trung nhi mạc chi trì. Tị giã. Nhân giai viết dư trí, trạch hồ trung dung nhi bất năng cơ nguyệt thử giã. Dịch nghĩa. Khổng Tử nói, người ta đều cho mình là trí, nhưng bị xua đuổi dồn vào trong lưới dập và hố cạm bẫy mà chẳng biết tránh. Người ta đều cho mình là trí, nhưng khi đã chọn được đạo trung dung rồi, thì lại không thể giữ chọn được một tháng. Chương thứ tám. Tử viết, hồi chi vi nhân giã, trạch hồ trung dung, đắc nhất thiện tắc quyền quyền phục. Ưng nhi phất thất chi hĩ. Dịch nghĩa. Khổng Tử nói, cách sống của nhan hồi là sau khi nhận rõ được đạo trung dung, được một điểm đúng thì cẩn thận giữ lấy, ôm vào lòng, không để cho nó mất đi nữa. Chương thứ chín. Tử viết, thiên hạ quốc gia khả quân giã, tước lộc khả tư giã, bạch nhẫn khả đạo giã. Trung dung bất khả năng giã. Dịch nghĩa. Khổng Tử nói, thiên hạ, quốc gia có thể cùng người khác chia đều ra cùng cai trị. Tước vị bổng lộc có thể từ chối không nhận. Lưỡi đạo sáng trắng cũng có thể dám dâm lên. Nhưng thực hiện cho được đạo trung dung thì xem ra khó hơn nhiều. Chương thứ 10. Tử lộ vấn cường. Tử viết, Nam phương chi cường dư. Bắc phương chi cường dư. Ước chi. Cường dư. Khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo, Nam phương chi cường giã, quân tử cư trì. Nhậm kim cách, tử nhi bất tiếm. Bắc phương chi cường giả, nhi cường giả cư trì. Cố quân. Tử hòa nhi bất lưu, cường thai kiểu, trung lập nhi bất ỷ cường thai kiểu, quốc hữu đạo bất. Biến tắc yên, cường thai kiểu, quốc vô đạo trí tử bất biến, cường thai kiểu. Dịch nghĩa. Tử lộ hỏi về sự căng cường. Khổng Tử nói, là cái căng cường của người phương Nam. Ừ. Hay là nói cái căng cường của người phương Bắc. Hay là nói cái căng cường theo kiểu của riêng ngươi. Dạy bảo người ta một cách khoan dung dịu dàng. Không trả thù kẻ vô đạo. Đó là cái căng cường của người phương Nam, người quân tử giữ sự căng cường đó. Còn, ngày đêm bạn cùng giáp bền gươm sắc, dẫu chết cũng không án, đó là cái căng cường của người phương Bắc, những kẻ thượng võ hiếu đấu thì giữ sự căng cường này. Người, quân tử sống hòa mục với mọi người, nhưng không buông trôi theo thói tục, đấy mới là sự căng cường chân chính. Trung dung, không hề thiên lệnh,
đó mới là sự cương cường chân chính. Nước có đạo. Nước Thái Bình đi trên con đường đúng đắn, người ấy không thay đổi tiết tháo của mình. Lúc cùng khốn, đó mới là sự cương cường chân chính. Nước vô đạo, lìa bỏ chính đạo, người ấy thà chết chứ không thay đổi phẩm chất của mình, đó mới là sự cương cường chân chính. Chương 11. Từ viết, sách gần, hành quái, hậu thế hữu thuật tiên, ngô phất vi chi hĩ. Quân tử tuân. Đạo nhi hành. Bán đồ nhi phế, ngô phất năng di hĩ. Quân tử y hành hồ trung dung, độn thế, bất kiến chi nhi bất hối, duy thánh giả năng chi. Dịch nghĩa. Khổng tử nói, cố tình tìm kiếm cuộc sống ẩn giật, hành động quái dị, người như vậy. Đời sau có thể được người ta nhắc đến mà ca ngợi, song ta không làm như vậy. Người. Quân tử phải theo đạo mà đi. Bỏ dở nửa đường thì ta không làm. Người. Quân tử theo đạo trung dung. Dẫu chốn đời ở ẩn chẳng được ai biết đến, cũng không bao giờ hối hận, chỉ có thánh nhân mới làm được như vậy. Chương thứ 12. Quân tử chi đạo phí nhi ẩn. Phu phụ chi ngu, khả dĩ dự chi yên. Cập kỳ trí giả, tuy thánh. Nhân diệt hữu sở bất chi yên. Phu phụ chi bất tiếu khả dĩ năng hành yên. Cập kỳ trí giả, tuy thánh nhân diệt hữu sở. Bất năng yên. Thiên địa chi đại giả, nhân do hữu sở hám. Cố quân tử ngữ đại, thiên hạ mạc năng tải. Yên, ngư tiểu thiên hạ mạc năng phá yên. Thi vân, diên phi lệ thiên, ngư dược vũ yên. Ngôn kỳ thượng hạ sát giả. Dịch nghĩa. Đạo của người quân tử thật rộng lớn nhưng cũng rất vi diệu khó xét. Dẫu là những người ngu dốt trong đám đàn ông, đàn bà bình thường, cũng có thể biết được phần nào. Còn như đến đỉnh điểm của nó, thì dẫu thánh nhân cũng còn có điều không biết. Dẫu là những người kém cỏi trong đám đàn ông, đàn bà bình thường, cũng có thể thi hành được. Phần nào. Còn như đến đỉnh điểm của nó, thì dẫu thánh nhân cũng còn có điều không làm được. Rộng lớn như trời đất, mà người ta còn cảm thấy có chỗ không vừa ý cho nên đạo của người quân tử, nếu nói chỗ lớn, thì trong thiên hạ chẳng có gì có thể bào chứa được nó. Nếu nói chỗ nhỏ, thì trong thiên hạ chẳng có gì có thể tách chia được nó. Kinh thi nói, con diều bay lên trời cao, con cá lặn xuống vực sâu. Tức là nói cả trên trời, dưới đất vậy. Chú giải. Chương thứ 12 này là lời của Từ Tư. Có lẽ nhằm nói rõ ý đạo bất khả lý của chương đầu. Tam chương dưới đây dẫn nhiều lời của Khổng Tử để làm rõ thêm điều đó. Chương thứ 13. Từ viết, đạo bất viên nhân, nhân chi vi đạo nhi viên nhân, bất khả dĩ vi đạo. Thi vân. Phạt kha phạt kha, kỳ tắc bất viễn, chấp kha dĩ phạt kha, nghệ nhi thị chi, do dĩ vi viễn, cố. Quân tử dĩ nhân chi nhân, cải nhi chỉ. Dịch nghĩa. Khổng Tử nói, đạo vốn chẳng xa người. Người ta nếu muốn thực hành đạo mà rời xa con người, như thế thì không thể thực hành được đạo. Kinh thi nói, đeo cán đúa, đeo cán đúa, thì cách thức đâu có xa, mẫu. Cán đúa ở ngay trừ mắt đó. Tay cầm cái đúa để gọn. Béo một cái cán đúa, chỉ liếc mắt đã có thể nhìn thấy ngay mẫu, mà còn lấy làm xa. Cho. Nên người quân tử dùng cái đạo lý vốn sẵn có ở người để uốn nắn sửa chữa con người, kỳ. Đến khi uốn nắn sửa chữa được mới thôi. Trung thứ vi đạo bất biến, thì chư kỷ nhi bất nguyện, diệt vật thì ư nhân. Dịch nghĩa. Phẩm chất trung thứ khác với đạo trung dung không xa. Điều gì thực hiện cho bản thân mình mà mình không muốn, thì cũng đừng áp đặt cho người khác. Quân tử chi đạo tứ, khâu vị năng nhất yên. Sở cầu hồ tử dĩ sự phụ, vị năng giả, sở cầu hồ thần dĩ sự quân, vị năng giả, sở cầu hồ đệ, dĩ sự huynh, vị năng giả, sở cầu hồ bằng. Hữu tiên thi chi, vị năng giả, dung đức chi hành, dung ngôn chi cẩn, hữu sở bất túc, bất cảm bất miễn, hữu dư bất cảm tận. Ngôn cố hạnh, hạnh câu ngôn, quân tử hồ bất tháo tháo. Nhĩ. Dịch nghĩa. Đạo của người quân tử có bốn điều, khâu tôi chưa làm được một, điều gì mình yêu cầu. Ở con, thì mình đem điều đó mà thờ bố, điều này. Tôi chưa làm được, điều gì mình yêu cầu. Ở người thuộc hạ, thì mình đem điều đó mà thờ vua, điều này tôi chưa làm được, điều gì. Mình yêu cầu ở người em, thì đem điều đó mà thờ anh, điều này tôi chưa làm được, điều. Gì mình yêu cầu ở bạn bè thì đem điều đó mà thực hiện trước với bạn bè mình, điều này tôi chưa làm được. Về việc thi hành những phẩm đức bình thường, cần thận trọng nói năng. Thường ngày, nếu có chỗ bất túc, thì chẳng dám không cố gắng bước lên, nếu làm được. Nhiều hơn nói, thì cũng chẳng dám nói hết. Nói lời phải chú ý đến việc làm của mình, việc làm phải chú ý đến lời nói. Người quân tử có lẽ nào không chăm chăm thực hành điều đó. Chương thứ 14. Quân tử tố kỳ vị nhi hành. Bất nguyện hồ kỳ ngoại. Tố phú quý, hành hồ phú quý, tố bần tiện, hành hồ bần tiện,
tố di địch, hành hồ di địch, tố hoạn nạn hành hồ hoạn nạn. Quân tử vô nhập nhi bất tự đắc kiên. Tại thượng vị bất lăng hạ, tại hạ vị bất viên thượng, chính kỷ nhi bất cầu ư nhân tắc vô. Oán, thượng bất oán thiên, hạ bất mưu. Nhân, cố quan tử cư dị dĩ sĩ mệnh, tiểu nhân hành hiểm dĩ tiểu hạnh. Từ viết, xạ hữu tự hồ quân tử, thất chư chính hộc, phản cầu chư kỳ thân. Dịch nghĩa, người quân tử căn cứ vào địa vị hiện tại của mình mà hành động, không ham cái ở ngoài bổn phận của mình. Ở vào địa vị giàu sang, thì làm theo cách giàu sang, ở vào địa vị nghèo hèn, thì làm theo cách nghèo hèn, ở vào địa vị di địch thì làm theo cách di địch, ở vào cảnh hoạn nạn, thì làm theo cách của người trong hoạn nạn. Quân tử dù ở vào hoàn cảnh nào cũng tự tìm thấy niềm vui của mình, không vì ở vào cảnh nào mà không tự đắc. Ở địa vị cao, không chèn ép bắt nạt người dưới, ở địa vị thấp, không vin trèo nịnh bợ. Người trên, giữ đúng bản thân mình mà không xin xỏ người khác, thì không có gì phải oán hận, trên không oán trời, dưới không trách người. Cho nên người quân tử cư xử bình dị để chờ mệnh trời, còn kẻ tiểu nhân thì mạo hiểm để cầu may. Khổng Tử nói, phép bắn cung có chỗ giống như đạo quân tử. Bắn không trúng đích, thì hay trở lại tìm nguyên nhân ở chính bản thân mình. Chương thứ 15. Quân tử chi đạo, thí như hành viễn tất tự nhĩ, thí như đăng cao, tất tự ti. Thì viết, thê tử hào hợp, như cổ sát cầm, huynh đệ ký hấp, hòa lạc thả thầm, nghi nhĩ thật ra, lạc nhĩ thê noa tử viết, phụ mẫu kỳ thuận hí hồ. Dịch nghĩa, đạo của người quân tử cũng ví như đi đường xa, tất phải bắt đầu từ chỗ gần, ví như leo lên đỉnh cao, tất phải bắt đầu từ nơi thấp. Kinh thi nói, vợ con hòa hợp, như gảy đàn cầm đàn sắt. Anh em hòa hợp, thì hòa vui. Lâu dài, gia đình hòa thuận, vợ con được vui vầy. Khổng Tử nói, cha mẹ hẳn là vui lòng vậy. Chương thứ 16. Từ viết, quỷ thần chi vi đức, kỳ thịnh hy hổ, thị chi nhi phất kiến, thinh chi nhi phất văn. Thể vật nhi bất khả di, sử thiên hạ chi nhân trai minh thịnh phục dĩ thừa tế tự dương dương. Hồ như tại kỳ thượng, như tại kỳ tả hữu. Thì viết, thần chi cách tư. Bất khả đạt tư, thần khả dịch tư, phù vi chi hiển, thành chi bất khả hiểm, như thử phù. Dịch nghĩa, công đức của thật to lớn xếp bao. Dẫu là nhìn thì không thấy, ai cũng không nghe, nhưng thể hiện ra ở mọi vật thì chẳng thể sót thứ gì. Khiến thiên hạ đều trai giới tắm, gội, ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ mà tế tự. Dường như khắp nơi đều có linh khí của quỷ thần. Như ở trên đầu mọi người, lại như ở bên trái bên phải mọi người. Kinh thi nói rằng, quỷ thần đến với ta lúc nào, ta không thể dò biết được. Ta hà dám coi thường mà không cung kính. Quỷ thần vừa vi diệu kín đáo, lại vừa hiển hách rõ rệt. Sự thành thật không thể che đậy được, chính là như vậy chăng? Chương thứ 17. Từ viết, thuấn kỳ đại hiếu dạ dư. Đức vi thánh nhân, tôn vi thiên tử, phú hữu tứ hải. Chi nội, tông miếu hưởng chi, tử tôn bảo chi. Cố đại đức tất đắc kỳ vị, tất đắc kỳ lộc, tất đắc kỳ danh, tất đắc kỳ thọ. Cố thiên chi sinh vật, tất nhân kỳ tài nhi đốc kiên. Cố tài giả bồi chi, khuynh giả phúc. Chi. Thì viết, gia lạc quân tử, hiến hiến lệnh đức, nghi dân nghi nhân, thu lộc vu thiên, bảo. Hiểu mệnh chi, tự thiên nhân chi. Cố. Tả tất thụ mệnh. Dịch nghĩa. Khổng Tử nói, thuấn thật là đại hiếu. Đức đáng gọi là thánh nhân, địa vị tôn quý là. Thiên tử, của cải bao gồm cả bốn biển, tông miếu cung phục ông, con cháu đời đời tế tự. Ông. Cho nên người có đức lớn ắt có được địa vị, ắt có được hậu lộc, ắt có được danh dự, ắt có được trường thọ. Có thể thấy rằng trời sinh muôn vật, ắt sẽ căn cứ vào tài chất khác nhau của muôn vật mà bồi dưỡng thêm. Đáng vun trồng thì bồi đắp, con vật nghiên đổ thì vùi lấp đi. Kinh thi nói, người quân tử hiền lành vui tươi, đức tốt thật là rạng rỡ, muôn dân và trăm quan thích hợp, thọ hưởng phúc lộc trời ban. Trời phù hộ bảo ban người thành công, dày tăng thêm phúc lộc cho người. Cho nên người có đức lớn ác được thụ mệnh trời. Chương thứ 18. Từ viết, vô ưu giả, kỳ duy văn vương hổ. Dĩ vương quý vi phụ, dĩ võ vương vi tử, phu. Tắc chi, tử thuật chi. Võ vương toàn thái vương, vương quý, văn vương chi tử. Nhất nhung y đi này, nhi hữu thiên hạ. Thân bất thất thiên hạ chi hiển danh. Phú hữu tứ hải chi nội, tông miếu hưởng chi, tử tôn bảo chi võ vương mạt thụ mệnh. Châu. Công thành văn võ chi đức. Truy vương thái vương, vương quý, thượng tự tiên công, dĩ, thiên tử chi lễ, tư lễ giã đạt hồ chư hầu, đại phu cập sĩ, thứ nhân, phụ vi đại phu, tử vi sĩ, táng dĩ đại phu, tế dĩ sĩ, phụ vi sĩ, tử vi đại phu, táng dĩ sĩ, tế dĩ đại phu, cơ chi tàng đạt hồ,
đại phu. Tam niên chi tang đạt hồ thiên tử. Phụ mẫu chi tang, vô quý tiện nhất giã. Dịch nghĩa. Khổng tử nói, không lo lắng gì, có lẽ chỉ có văn vương. Có được vương quý làm. Bố, có được võ vương làm con. Bố thì sáng nghiệp, con thì kế thừa. Võ vương kế thừa. Sự nghiệp của Thái vương, vương quý và văn vương, một tấm nhung y giải diệt được ân. Chủ mà có được thiên hạ, tự mình có được thanh danh hiển hách trong thiên hạ. Địa vị. Tôn quý là thiên tử, giàu có gồm cả trong bốn biển. Tông miếu cung phục ông, con. Cháu tế tự ông. Võ vương cuối đời chịu mệnh trời, chu công cuối cùng hoàn thành. Được công đức của văn vương và. Truy phong Thái vương và vương quý làm. Vương, dùng lễ thiên tử mà tế tự tổ tiên. Lễ nghi đó mở rộng ra đến chư hầu, đại phu. Cho đến cả kẻ sĩ và thứ dân. Phàm cha là đại phu, con là sĩ, thì cha chết được trốn cất. Theo lễ đại phu, tế tự theo lễ sĩ. Cha là sĩ, con là đại phu, thì khi cha chết được trốn cất. Theo lễ sĩ, tế tự theo lễ đại phu. Kỳ tang đầy năm thì làm cho đến bậc đại phu. Lễ tang. 3 năm thì làm đối với thiên tử. Tang bố mẹ, không phân biệt sang hèn, đều như nhau. Chương thứ 19. Tử viết, võ vương, châu công kỳ đạt hiếu hí hồi. Phù hiếu giả, thiện kế nhân chi trí. Thiện thuật nhân chi sự giả dã. Xuân thu tu kỳ tổ miếu, trần kỳ tông khí, thiết kỳ thường y này, tiến kỳ thi thực. Tông miếu chi lễ, sở dĩ tự triều mục giã. Tự tước, sở dĩ biện quý tiện giã. Tự sự, sở dĩ biện hiền giã. Lữ thủ hạ vị thượng, sở dĩ đãi tiện giã. Yến mao, sở dĩ tự xỉ giã. Tiễn kỳ vị, hành kỳ lễ, tấu kỳ nhạc, kính kỳ sở tôn, ái kỳ sự thân, sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn, hiếu chi trí giã. Giao. Sở dĩ sự thượng đế giã. Tông miếu chi lễ sở dĩ tự hồ kỳ tiên giã. Minh. Hồ giao xã chi lễ. Đế thường chi nghĩa, trị quốc kỳ như thị trư trường hồ. Hứa đệ. Thập cửu trương. Dịch nghĩa. Khổng tử nói, võ vương và chu công có thể nói là đạt tới tột bậc đạo hiếu rồi chăng? Gọi rằng hiếu, tức là khéo biết nối trí tiền nhân, khéo biết hoàn thành sự nghiệp của tiền. Nhân. Mùa xuân và mùa thu sửa sang tổ miếu, bày đồ tế khí, trần thiết áo xiêm của người. Xưa, mùa nào tiến dâng thứ ấy. Lễ tiết của tông miếu, cốt là để sắp xếp thứ tự chiêu mục. Sắp xếp thứ tự tước vị, cốt là để phân biệt đẳng cấp quý tiện. Sắp xếp thứ tự chức việc. Là để phân rõ tài năng cao thấp. Khi lữ thủ, người bậc thấp rót mời người bậc cao, là cốt. Để cho người bậc thấp cũng được dự vào yến ẩm. Trong yến ẩm, xếp chỗ ngồi theo tuổi. Tắc, là cốt để phân biệt trẻ già trường ấu. Đặt chân lên vị trí của ông cha, hành cái lễ của ông cha, diễn đấu bản nhạc ấy của ông cha, kính trọng những người mà ông cha tôn quý. Yêu mến. Chết như khi thờ người. Đang sống. Cũng tế vong linh như khi người đang còn, thật là hiếu đến tột bậc vậy. Lễ nghi. Tế giao tế xã, là để thờ thượng đế. Lễ nghi tông miếu là để tế tự tổ tiên. Biết rõ ý nghĩa của lễ giao xã và lễ đế lễ thường, thì cai trị đất nước cũng dễ như bày ra trên bàn tay vậy. Chương thứ 20. Ai công văn chính? Từ viết, văn, võ chi chính, bố tại phương sách kỳ nhân tồn, tắc kỳ chính cử. Kỳ. Nhân vong, tắc kỳ chính thức. Nhân đạo mất chính. Địa đạo mất thụ. Phù, chính giã giả. Bồ lưu giã. Cổ vi chính tại nhân, thủ nhân dĩ thân dĩ đạo, tu đạo dĩ nhân. Nhân. Giả nhân giã, thân vi đại. Nghĩa giả nghi giã, tôn hiền vi đại. Thân chi sái, tôn. Hiền chi đẳng, lễ sở sinh giã. Tại hạ vị bất hoạch hồ thượng, dân bất khả đắc nhì trị hĩ. Cố quân tử bất khả dĩ bất tu thân. Tư tu thân, bất khả dĩ bất sự thân. Tư sự thân, bất. Khả dĩ bất chi nhân. Từ chi nhân, bất khả dĩ bất chi thiên. Thiên hạ chi đạt đạo ngũ, sở. Giã, phù. Phù giã, côn đệ giã, bằng hữu chi giao giã, ngũ giả thiên hạ chi đạt đạo giã. Chí, nhân, dũng. Tam giả, thiên hạ chi đạt đức giã. Sở dĩ hành chi giả nhất giã. Hoặc sinh nhi chi chi, hoặc học nhi chi chi, hoặc khốn nhi chi chi. Cập kỳ chi chi nhất giã. Hoặc an nhi hành chi, hoặc lợi nhi hành chi, hoặc miễn cưỡng nhi hành chi. Cập kỳ thành. Công nhất giã. Từ viết, hiếu học cận hồ trí. Lực hành cận hồ nhân. Chi sĩ cận hồ dũng. Chi tư tam. Giả, tắc chi sở dĩ tu thân. Chi sở dĩ tu thân, tắc chi sở dĩ trị nhân. Chi sở dĩ trị nhân tắc chi. Sở dĩ trị thiên hạ quốc gia hĩ.
Phạm vi thiên hạ quốc gia hữu cửu kinh, viết, tù thân giã, tôn hiền giã, thân thân giã, kính đại thân giã, thể quân thân giã, tử thứ dân giã, lai bách công đã, nhu viện nhân giã, hoài chư hầu giã, tu thân, tắc đạo lập, tôn hiền, tắc bất hoặc, thân thân tắc chư phụ côn đệ bất toán, kính đại thần, tắc bất huyễn, thể quân thần, tắc sĩ chi báo lễ trọng, tử thứ dân, tắc, bách tính quyến, lai bách. Nhu viện nhân tắc tứ phương quy trì. Hoài chư hầu, tắc thiên hạ uy trì. Trai minh, thịnh phục, phi lễ bất động, sở dĩ tu thân giã. Khử sàm, viễn sắc, tiện hóa nhi. Quý đức, sở dĩ khuyến hiền giã. Tôn kỳ vị, trọng kỳ lộc, đồng kỳ hiếu ố, sở dĩ khuyến thân. Thân giã. Quan thịnh nhậm sử, sở dĩ khuyến đại thân giã. Trung tín, trọng lộc, sở dĩ khuyến. Sĩ giã. Thi sử, bạc liễm, sở dĩ khuyến bách tính giã. Nhất tỉnh. Nguyệt thí khái lâm xứng sự. Sở dĩ khuyến bách công giã. Tống vãng, nghênh lai, gia thiện, nhi căng bất năng, sở dĩ nhu. Viễn nhân giã. Kế tuyết thế, cử phế quốc, trị loạn, trị nguy, triều xính dĩ thỉ, hậu văng nhi. Bạc lai, sở dĩ hoài chư hầu giã. Phạm vi thiên hạ quốc gia hữu cửu kinh, sơ dĩ hành chi giả nhất giã. Phạm sự dự, tắc. Lập, bất dự, tắc phế. Môn tiền định tắc bất áp. Sự tiền định, tắc bất khốn. Hành tiền định. Tắc bất cứu. Đạo tiên định, tắc bất cùng. Tại hạ vị bất hoạch hồ thượng, dân bất khả đắc nhì trị hĩ. Hoạch hồ thượng hữu đạo. Bất tín hồ bằng hữu. Bất thuận hồ. Thân, bất tín hồ bằng hữu hy. Thuận hồ thân hữu đạo, phản chư thân bất thành, bất thuận. Hồ thân hy. Thành thân hữu đạo, bất minh hồ thiện bất thành hồ thân hĩ. Thành giả, thiên chi đạo giả, thành chi giả, nhân chi đạo giả. Thành giả, bất miên nhi. Chúng, bất tư nhi đắc, thung đung trung đạo, thánh nhân giã. Thành chi giả, trạch thiện. Nhi cố chấp chi giả giã. Bác học chi, thẩm vấn chi, thận tư chi, minh biện chi, đốc hành chi. Hữu phất học, học chi phất năng, phất thố giã. Hữu phất vấn, vấn chi, phất thố. Giã. Hữu phất tư, tư chi phất đắc, phất thố giã. Hữu phất biện, biện chi bất minh, phất thố. Giã. Hữu phất hành, hành chi phất đốc, phất thố giã. Nhân nhất năng chi, kỷ bách chi, nhân. Thập năng chi, kỷ thiên chi. Quả năng thử đạo hĩ, tuy ngu tất minh, tuy nhu tất cường. Dịch nghĩa. Lô ai công hỏi việc chính trị. Khổng Tử đáp, chính sự của văn vương, võ vương đều ghi chép ở trong điển tịch cả. Nếu ngày nay vẫn còn những con. Có thể. Thi hành được. Không còn những con người như vậy, thì chính sự ấy cũng chấm dứt. Người. Cầm quyền có tài đức thì chính sự mau thịnh. Cũng giống như đất màu mỡ thì cây cối mau sinh trưởng. Chính sự, cũng như cây lau cây sậy vậy sinh trưởng rất nhanh. Cho nên, thi hành chính sự, cốt ở con người. Chọn dung được người là cốt ở mình. Sửa mình thì phải. Theo đạo thì trước hết phải nhân. Nhân chính là tính người, kính yêu người. Thân là điều lớn nhất trong chữ nhân. Nghĩa chính là nghi, là cư xử cho hợp lẽ, tôn. Trọng người hiền là điều lớn nhất trong chữ nghĩa. Kính trọng người thân có phân biệt. Thân sơ, tôn trọng người hiền có phân chia đẳng cấp, lễ từ đó mà sinh ra. Cho nên người quân tử không thể không tu thân. Muốn tu thân không thể không kính. Thờ cha mẹ. Muốn kính thờ cha mẹ, không thể không hiểu biết đạo người. Muốn hiểu biết. Đạo người, không thể không hiểu biết đạo trời. Đạo lý luân thường trung trong. Phải có ba phẩm chất. Đó là vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bằng hữu năm mối quan. Hệ ấy là đạo lý luân thường chung trong thiên hạ. Còn ba điểm trí, nhân, dũng là những phẩm đức chung trong thiên hạ, ba phẩm đức để thi hành năm đạo là tuy là ba nhưng cũng như một. Có những người sinh ra đã biết điều đó, có những người phải học rồi mới biết điều đó. Lại có những người gặp khốn hoặc rồi mới biết điều đó. Nhưng khi đã biết rồi thì cũng như nhau. Có người thực hành điều đó một cách an nhiên thoải mái, có người thấy lợi rồi mới thực hành điều đó, cũng có người thực hành điều đó một cách miễn cưỡng. Nhưng đến khi họ thành công, thì cũng như nhau. Khổng Tử nói, hiếu học thì gần với trí, gắng sức thi hành thì gần với nhân, biết xấu hổ thì gần với dũng. Biết ba điều đó tức là biết cách tu thân. Biết cách tu thân thì biết cách trị lý người khác. Biết cách trị lý người khác thì biết cách trị lý thiên hạ quốc gia. Trí lý thiên hạ. Quốc gia có. Tôn trọng người hiền. Yêu quý người thân, tôn kính đại thần, thể sát quần thần. Thương yêu thứ dân, như con. Chiêu mộ bách công săn sóc những kẻ biên viễn,
vỗ về chư hầu. Tu dưỡng bản thân, thì đạo đức được xác lập. Tôn trọng người hiền thì không ngu tối mê hoặc. Yêu quý người thân, thì chú bác anh em không oán. Tôn kính đại thần thì không bị huyết hoặc. Thể sát quần, thần thì kẻ sĩ sẽ báo đáp bằng lễ trọng. Chiêu mộ bách công thì của cải đồ dùng sung túc. San sóc biên viện thì bốn phương quy thuận. Vỗ về chư hầu thì khắp thiên hạ kính sợ. Trai giới sạch sẽ, y hề phục chỉnh tề, không làm điều trái lễ, đó là cách để tu dưỡng bản thân. Bỏ kẻ xăm định, xa lánh nữ sắc, coi thường của cải mà quý trọng đạo đức, đó là cách để khuyến khích người hiền. Đề cao địa vị của họ, tăng thêm bổng lộc cho họ, với họ chung. Niềm yêu ghét, đó là cách để khuyến khích mọi người thương yêu người thân. Bố trí nhiều thuộc quan cho các đại thần để họ sai khiến. Cho thêm lộc trọng, đó là cách để khuyến khích kẻ sĩ. Sử dụng đúng lúc, giảm nhẹ thuế. Khóa, đó là cách để khuyến khích chăm họ. Kiểm tra hàng ngày, sát hạch hàng tháng phát. Lương xứng đáng với công lao, đó là cách để khích lệ bách công. Đưa đón đầy đủ, khen. Thường người giỏi mà thương xót người kém cỏi, đó là cách để săn sóc kẻ biến viễn. Nối lại. Những thế hệ đã đoạn tuyệt, đặt người nối dõi cho các chư hầu bị tuyệt tự, khôi phục lại. Các nước bị diệt vong, sửa trị tình hình loạn lạc, nâng đỡ các nước nguy yếu, chiều kiến tiếp. Đón đúng lúc, giảm nhẹ cống nạp tăng thêm ban thưởng, đó là cách để vỗ về chư hầu. Phàm cai trị thiên hạ quốc gia có 9 cương linh ấy, nhưng để thi hành chúng, chỉ có một điều, đó là thành. Mọi việc phải có chuẩn bị thì mới thành công, không có chuẩn bị trước thì sẽ thất bại. Trước khi nói có chủ định, thì không bấp bác. Trước khi làm có chủ định thì không khốn. Đốn. Trước khi hành động, có chủ định thì không sai lầm. Được bề trên tin dùng, cũng có cách của nó, nếu không thủ tín với bạn bè, thì sẽ không. Được bề trên tin dùng. Thủ tín với bạn bè cũng có cách của nó, nếu không hiếu thuận với cha mẹ, thì không thủ tín được với bạn bè. Hiếu thuận với cha mẹ cũng có cách của nó. Nếu tự hỏi lại mình mà không có lòng thành thì không hiếu thuận được với cha mẹ. Muốn có lòng thành thì cũng có cách của nó, nếu không hiểu rõ thế nào là thiện thì không thể có lòng thành. Thành vẫn là đạo của trời. Muốn đạt được thành, là đạo của người. Thành của trời là không phải miễn cưỡng cũng tự nhiên thích hợp, không phải suy nghĩ gì cũng tự nhiên có. Dược, cứ ung dung mà hợp với đạo, chỉ có thánh nhân mới được thế. Còn đạt tới thành bằng thực tiễn thì phải chọn tùy điều thiện mà kiên trì cố giữ. Học cho rộng, hỏi cho kỹ. Suy nghĩ cho cẩn thận, phân biện cho rạch ròi, thực hành. Không hỏi thì thôi, chứ đã. Hỏi nếu chưa hiểu thì chưa buông. Không suy nghĩ thì thôi, chứ đã suy nghĩ, nếu chưa rõ thì chưa buông. Không phân biện thì thôi, chứ đã phân biện, nếu chưa rạch ròi thì chưa buông. Không thực hành thì thôi chứ đã thực hành, nếu chưa đến nơi đến chốn thì chưa buông. Người khác một lần mà làm được, thì mình bỏ công 100 lần, người khác 10 lần mà làm được, thì mình bỏ công 1.000 tấn. Nếu quả thật làm được theo cách đó, thì dẫu là người ngu rồi cũng sẽ nhất định sáng ra, dẫu là người yếu rồi cũng sẽ nhất định mạnh lên. Chương thứ 21. Tự thành minh, vị chi tính. Tự minh thành, vị chi giáo. Thành, tắc minh hĩ. Minh, tắc thành hĩ. Hữu đệ nhị thập nhất chương. Tử tư thừa thượng trương phu tử thiên đạo, nhân đạo. Chi ý, nhi lập ngôn giã. Tự thử dĩ hạ thập nhị chương, giai tử tư chi ngôn, dĩ phản phúc. Suy minh thử chương chi ý. Dịch nghĩa. Do nội tâm chân. Đó gọi là giáo hóa hậu thiên. Chân thành thì nhất định sẽ sáng tỏ được sự lý, sáng tỏ sự lý cũng nhất định sẽ chân thành. Trên đây là chương thứ 21. Tử tư tiếp theo ý của Khổng Tử về đạo trời. Đạo người ở chương trước mà trình bày ý kiến. 12 chương dưới đây đều là lời của tử tư lật đi lật lại vấn đề nhằm làm sáng tỏ ý của chương này. Chương thứ 22. Duy thiên hạ trí thành vi năng tận kỳ tính. Năng tận kỳ tính, tắc năng tận nhân chi tính. Năng tận nhân chi tính, tắc năng tận vật chi tính. Năng tận vật chi tính, tắc khả dĩ tán thiên địa chi hóa dục. Khả dĩ tán thiên địa chi hóa dục, tắc khả dĩ giữ thiện địa tham hĩ. Dịch nghĩa. Chỉ có người có được đức thành tối cao trong thiên hạ mới có thể thể hiện được hết cái bản tính thiên phú của mình. Thể hiện được hết bản tính của mình, thì phát huy được hết bản tính của người. Phát huy được hết bản tính của người.
với trời đất đứng sánh làm ba vậy. Chương thứ 23. Kỳ thứ chí khúc. Khúc năng hữu thành. Thành, tắc hình, hình tắc chứ, chứ, tắc minh. Minh, tắc động, động, tắc biến, biến, tắc hóa, duy thiên hạ chí thành vi năng hóa. Dịch nghĩa. Sau đó một bậc là khúc, tức là phải bắt đầu từ việc suy cứu một phương diện nào đó. Của sự lý, khúc cũng có thể đạt tới thành. Thành thì sẽ biểu hiện ra ngoài, biểu hiện. Ra ngoài thì sẽ rõ, rõ thì sẽ sáng, sáng thì sẽ động, động thì sẽ biến, biến thì sẽ hóa. Chỉ có. Đạt tới chí thành trong thiên hạ thì mới có thể có công hóa dục. Chương thứ 24. Chí thành chi đạo khả dĩ tiên tri. Quốc gia tương hưng, tất hữu chính tường, quốc gia. Tương vong, tất hữu yêu nghiệt, hiện hồ thi quy, động hồ tứ thể. Hòa phúc tương trí, thiên. Tất tiên chi chi, bất thiện tất tiên chi chi. Cố chí thành như thần. Dịch nghĩa. Đạo thành. Sắp hưng thịnh, ắt có điểm lành. Quốc gia sắp diệt vong, ắt có yêu nghiệt, mầm mống của. Tai họa. Điềm lành và yêu nghiệt có thể hiện ra trong cỏ thi mai rùa, khi chiếm bốc, thể. Hiện ra ở cử chỉ hành động, chân tay, của người ta. Hòa phúc sắp đến, là điều lành, ắt có. Thể biết trước, là điều chẳng lành, ắt có thể biết trước. Bởi thế nói rằng bậc chí thành là. Như thần, có thể biết trước mọi điều lành dữ. Chương thứ 25. Thành giả, tự thành giả, nhi đạo, tự đạo giả. Thành giả, vật chi trung thủy. Bất thành. Vô vật. Thị cố quân tử thành chi vi quý. Thành giả, phi tự thành kỷ nhi di đã, sở dĩ thành vật giả. Thành kỷ, nhân giả, thành vật. Chí giả, tính chi đức giả, hợp ngoại nội chi đạo giả. Cố thì thố chi nghi giả. Dịch nghĩa. Thành tự nó hoàn thành, con đạo tự nó vận hành. Thành là căn bản của muôn vật. Không có thành thì không có muôn vật. Bởi thế người quân tử lấy việc đạt tới thành làm. Quý. Thành chẳng phải là. Thành, đó là nhân, hoàn thành muôn vật, gọi là trí nhân và trí là sự thể. Hiện đức của thiên tính, cũng là sự kết hợp của đạo trong và ngoài. Cho nên thi thố bất cứ. Lúc nào cũng được thích nghi vậy. Chương thứ 26. Cố trí thành vô tức. Bất tức tắc cửu, cửu tắc trưng, trung tắc du viễn tắc bác. Hậu, bác hậu tắc cao minh. Bác hậu, sở dĩ tải vật giã, cao minh, sở dĩ phúc vật giã, du cửu, sở dĩ thành vật giã bác. Hậu phối địa, cao minh phối thiên, du cửa vô cương. Như thử giả, bất hiện nhi trường, bất. Động nhi biên, vô vi nhi thành. Thiên địa trí đạo, khả nhất môn nhi tận giã, vi vật bất nhị, tắc kỳ sinh vật bất chắc. Thiên địa đạo bác giã, hậu giã, cao giã, minh giã, du giã, cửu giã. Kim phủ thiên, tư chiêu chiêu chi đa, cập kỳ vô cùng giã, nhật nguyệt tinh thần hệ yên. Vạn vật phúc yên. Kim phủ địa, nhất toát thổ chi đa, cập kỳ quảng hậu tải hoa nhạc nhi bất trọng, chấn hà. Hải nhi bất tiết, vạn vật tải. Chi, cầm thú cư. Chi, bảo tàng hưng yên. Kim phủ thủy, nhất thượng chi đa, cập kỳ bất chắc nguyên, đả, giao, long, ngư, miết sinh. Yên, hóa tài thực yên. Thi vân, duy thiên chi mệnh, ô mục bất dĩ. Cái biết, thiền chi sở dĩ vi thiên giã, ô hô. Bất hiển. Văn vương chi đức chi thuần. Cái viết, văn vương chi sở dĩ vi văn đã, thuần diệt bất dĩ. Dịch nghĩa. Cho nên trí thành, đạo thành tối cao, không bao giờ ngưng nghỉ, không ngưng nghỉ. Thì có thể dài lâu thì có hiệu niệm thì có thể lâu xa vô cùng, lâu. Xa vô cùng thì rộng và dày thì cao và sáng. Rộng và dày là để chở mọi vật, cao và sáng là để che mọi vật. Lâu xa vô cùng là để hoàn thành sự sinh trưởng của mọi vật. Rộng và dày có thể sánh với đất, cao và sáng có thể sánh với trời, lâu xa vô cùng thì mãi mãi trường tồn. Được như vậy, thì dẫu không hiện, ra cũng vẫn sáng rõ, dẫu không động cũng vẫn biến hóa, dẫu không làm gì. Hết, đó là thành. Trời đất. Chân thành chỉ 102, thì sinh trưởng ra muôn vật thần kỳ khôn lường. Đạo của trời đất thật là rộng và dày, cao và sáng, lâu xa vô cùng. Hay nói như trời kia, thì chỉ là một khoảng những chỗ sáng nhưng cả cái chỉnh thể vô. Cùng vô tận của nó thì nhật nguyệt tinh tú đều treo cả vào đó, muôn vật đều được che. Dưới đó. Hay nói như đất kia, chẳng qua chỉ là từng nắm từng nhúm đất bụi, nhưng cả cái chỉnh thể rộng dày của nó, thì nó chở cả núi hoa sơn mà không lấy làm nặng, gom chứa. Tất cả các sông biển mà không chảy đi đâu một dọn,
muôn vật đều được chở trên đó. Hay nói như núi kia, chẳng qua chỉ là từng hòn đá hợp thành, nhưng cả cái chính thể. Rộng lớn của nó, thì cỏ cây sinh sống ở đó, chim muông cư trú ở đó, bao nhiêu kho báu. Khai quật lên từ đó. Hay nói như nước kia, chẳng qua chỉ là từng gáo nước hợp thành, nhưng cả cái chỉnh. Thể rộng lớn vô bờ của nó thì rùa, sấu, giao long. Kinh thi nói, chỉ có, mệnh trời, ôi, sâu kín và không ngơi nghỉ. Có lẽ muốn nói lên cái đạo lý trời sở dĩ là trời. Kinh thi lại nói, há không rạng rỡ sao, cái đức thuần khiết của văn vương. Có lẽ muốn nói cái đạo lý văn. Vương được thụy là văn, là vì cái đức thuần khiết của. Ông cũng không hề ngơi nghỉ. Chương thứ 27. Đại tai thánh nhân chi đạo. Dương Dương Hồ, phát dục vạn vật, tuấn, cực vũ thiên. Yêu. Ứa đại tai. Lễ nghi tam bách uy nghi tam thiên. Đại kỷ nhân nhi hậu hành. Cố biết, cầu bất. Chí đức, chí đạo bất ngưng yên. Cố quân tử tôn đức tính, nhi đạo vấn học, chí quảng đại, nhi tận tinh vi, cực cao minh. Nhi đạo trung dung, ôn cố, nhi chi tân, đồn hậu dĩ sùng lễ. Thị cố cư thượng, bất yêu, vi hạ, bất bội. Quốc hữu đạo, kỳ ngôn túc di hưng, quốc vô. Đạo, kỳ mặc túc di dung. Thì biết, ký minh thả chiết, dĩ bảo kỳ thân kỳ thử chi vị dư. Dịch nghĩa. Lớn thay, đạo của thánh nhân. Mênh mông vô bờ, phát dục. Lớn của lễ, lễ nghi, có 300 điều quy tắc chi. Tiết của lễ, uy nghi, có 3.000 điều, đang chờ đợi bậc hiền nhân chân chính để được thi. Hành. Cho nên nói rằng, nếu không có trí đức, đức hạnh tối cao, thì trí đạo tối cao. Chẳng thể hoàn thành. Cho nên người quân tử vừa tôn trọng cái bản lĩnh đạo đức tiên thiên, lại vừa chăm lo. Học hỏi hậu thiên. Vừa cố gắng đạt tới những lĩnh vực rộng lớn, lại vừa hết sức đi sâu vào. Chốn tinh vi, vừa đạt tới cõi cao minh, lại vừa theo đạo trung dung. Ôn cũ để bên mới. Tăng cường đạo đức cho sâu dày để sùng chuộng lễ nghĩa. Vì thế, ở ngôi cao, không kiêu. Làm thần hạ không bội phản vô lễ. Nước có đạo, thì lời. Nói ra có thể làm quốc gia hưng thịnh. Nước vô đạo, thì im lặng đủ để dung thân. Kinh thi. Nói, thông minh và sáng suốt, bảo toàn được thân mình. Có lẽ là nói về điều này chăng? Chương thứ 28. Từ biết, ngu nhi hiếu tự dụng, tiện nhi hiếu tự chuyên, sinh hổ kim trì. Phi thiên tử, bất nghị lễ. Bất chế độ, bất khảo văn kim thiên hạ, xa đồng quỹ, thư đồng, văn, hạnh đồng luân. Tuy hữu kỳ vị, cầu vô kỳ đức, bất cảm tác lễ nhạc yên. Tuy hữu kỳ đức, cầu vô kỳ vị, diệt bất cảm tác lễ nhạc yên. Từ viết, ngô thuyết hạ lễ, kỳ bất túc chứng giã. Ngô học cân lễ, hữu tống tồn yên. Ngô học chu lễ, kim dụng chi, ngô tòng trừ. Dịch nghĩa. Khổng tử nói, kẻ ngu dốt mà thích tự tiện làm bừa, kẻ ti tiện mà thích độc đoán. Chuyên quyền, sống ở đời nay mà muốn quay lại cách làm thời xưa. Những người như vậy, tai họa nhất định sẽ rơi vào thân. Nếu không phải là bậc thiên tử, thì không bàn về lễ, không chế định phép tắc, không. Khảo đính văn tự. Thiên hạ đời nay, xe chung cơ bánh, viết chung thể chữ, hành vi chung chuẩn mực. Dẫu cho có ngôi thiên tử, nếu không có đạo đức của bậc thiên tử, cũng không dám chế. Tắc lễ nhạc. Dẫu cho có đạo đức của bậc thiên tử mà không có ngôi thiên tử, cũng không. Giám chế tác lễ nhạc. Khổng. Chứng. Ta muốn học về lễ nhà Ân, thì chỉ có nước Tống còn giữ được phần. Nào. Ta học lễ nhà Chu, đó là lễ đang hiện hành, cho nên ta theo lễ nhà Chu. Chương thứ 29. Vượng thiên hạ hữu tam trọng yên. Kỳ quả quá hy hổ. Thượng yên giả, tuy thiện, vô trưng, bất tín, dân phất tỏng. Hạ yên. Giả, tuy thiện, bất tôn, bất tôn, bất tín, dân phất tỏng. Cố quân tử chi đạo, bản chư thân, trừng chư thứ dân. Khảo chư tam vương, nhi bất. Mộc, kiến chư thiên địa, nhi bất bội, chất chư quỷ thần, nhi vô nghi. Bách thế dị sĩ thánh. Nhân, nhi bất hoặc. Chất chư quỷ thần, nhi vô nghi, chi thiên giã bách thế dị sĩ thánh nhân, nhi bất hoặc chi. Nhân giã. Thị cố quân tử động nhi thế vi thiên hạ đạo. Hạnh nhi thế vi thiên hạ pháp, ngôn nhi. Thế vi thiên hạ tắc. Viễn chi tắc hữu vọng, cận chi tắc bất hiếm. Thì viết. Tại bị vô ố, tại thử vô đố, thứ cơ túc dạ, dĩ minh trung dự. Quân tử vị hữu.
có 3 việc trọng yếu, làm được 3 việc đó thì có lẽ ít mắc sai lầm vậy. Lễ nghi đời trước đây dù tốt đẹp, nhưng đến nay chẳng thể khảo chứng được. Không. Thể khảo chứng được, thì không thể khiến người ta tin. Không thể khiến người ta tin thì dân. Chúng không theo. Lễ nghi do các hiền nhân không ở ngôi đề sướng, dẫu tốt đẹp, nhưng không có ngôi vị tôn quý. Không có ngôi vị, không thể khiến người ta tin. Không thể khiến người ta tin thì dân chúng không theo. Cho nên đạo của người quân tử, lấy đức tính bản thân mình làm gốc, đồng thời được nghiệm chứng ở thứ dân, đem đối chiếu với lễ pháp của Tam Vương, không có sai lầm. Dựng lên trong trời đất không có điều trái ngược, đem đối xét với quỷ thần không có gì nghi ngờ, đợi đến bậc thánh nhân trăm đời sau xem xét cũng không có gì nhầm lẫn. Đem đối xét với quỷ thần không có gì nghi ngờ, ấy là biết đạo trời. Đợi đến bậc thánh nhân trăm đời sau xem xét cũng không có gì. Vì đều đời đời được thiên hạ noi theo, mọi lời nói đều đời đời được thiên hạ bắt chước. Kẻ ở xa thì đem lòng tưởng vọng, người ở gần thì không thấy chán. Kinh thi nói, ở ngoài kia không bị người ghét, ở đây không bị người oán. Mới mong sớm tối, giữ trọn danh dự mãi mãi. Không người quân tử nào chưa làm được như vậy mà sớm có được danh dự tất đẹp. Trong thiên hạ. Chương thứ 30. Trọng nghi tổ thuật nhiêu thuấn, hiến chương văn võ thượng luật thiên thi, hạ tập. Thủy thổ. Thí như thiên địa chi vô bất chỉ tải, vô bất phúc đảo. Thí như tứ thì thác hành. Như nhật nguyệt chi đại minh. Vạn vật tịnh đục nhi bất tương hại. Đạo tịnh hành nhi bất tương bội. Tiểu đức xuyên. Lưu, đại đức đơn hóa. Thử thiên địa chi sở vi đại dã. Dịch nghĩa. Trọng nghi kế thừa truyền thống của Nghiêu Thuấn từ xa xưa, và noi theo mà làm sáng tỏ. Phép tắc của văn vương và võ vương trên thì tuân theo thiên. Không có cái gì là không che. Chờ. Lại ví như bốn mùa đắc đổi tuần hoàn, như mặt trời mặt trăng thay nhau tỏa sáng. Muôn vật cũng nhau sinh trưởng mà không làm hại lẫn nhau. Các quy luật, cùng nhau. Vận hành mà không hề trái ngược. Nước nhỏ thì như sông suối chảy tuôn, nước lớn thì đôn. Hậu hóa dục muôn vật. Đó chính là duyên cớ khiến trời đất là lớn vậy đạo của Trọng Nghi. Cũng là như vậy. Chương thứ 31. Duy thiên hạ trí thánh, vi năng thông, minh, duệ, trí, túc dĩ hữu lâm giã, khoăn, rũ, ôn. Nhu, túc dĩ hữu dung giã, phát, cường, cương, nghị, túc dĩ hữu chất giã, trai trang, trung. Chính, túc dĩ hữu kính giã, văn, lý. Sát túc dĩ hữu biệt giã. Phổ bác, uyên tuyển, nhi thì xuất chi. Phổ bác như thiên, uyên tuyển như uyên, hiện nhi. Dân mạc bất kính, ngôn nhi dân mạc bất tín, hành nhi dân mạc bất duyệt. Thị dĩ thanh danh đương đại hồ Trung Quốc, thi cập man mạch. Châu xa sở trí, nhân lực. Sở thông. Mạc bất tôn thân. Cố viết phối thiên. Dịch nghĩa. Chỉ có bậc trí thanh trong thiên hạ mới có thể làm được thông minh duệ trí đủ để trị. Vì thiên hạ, khoan dung, dồi dào, ôn hòa, nhu thuận đủ để bao chứa tất cả, phấn phát, kiên cường, cương nghị, quyết đoán đủ để cầm nắm đại sự, cung kính trang trọng trung. Hòa công bằng, đủ để khiến mọi người kính sợ, văn chương điều lý tinh tế sáng suốt đủ để phân biệt phải trái. Đức hạnh của bậc trí thánh mênh mông rộng khắp, sâu sắc và căn bản xuất hiện đứng. Lúc rộng khắp như trời sâu thẳm như vực. Hễ xuất hiện thì dân chúng chẳng ai không kính, hễ nói ra thì dân chúng chẳng ai không tin, hễ hành động thì dân chúng chẳng ai không vui mừng. Bởi thế thanh danh tràn lan khắp cõi Trung Nguyên, truyền bá đến cả man, dân tộc mọi dợ phương Nam, mạch, dân tộc mọi dợ phương Bắc. Phàm là nơi tàu bè xe cộ có thể tới, được, sức người có thể thông hành đến, nơi có yêu. Bởi thế mà nói rằng đức của bậc trí thánh sánh bằng trời. Chương thứ 32. Duy thiên hạ trí thành, vi năng kinh luân thiên hạ chi đại kinh lập thiên hạ chi đại bản. Chi thiên địa chi hóa dục. Phu yên hữu sở ỷ. Chuân chuân kỳ nhân, uyên uyên kỳ uyên, hao hao kỳ thiên. Cầu bất cố thông minh. Thanh trí, đạt thiên đức giả kỳ thục năng chi chi. Dịch nghĩa. Chỉ có bậc trí thành trong thiên hạ mới có thể quy hoạch được cương lĩnh lớn của thiên hạ, xác lập nên căn bản lớn của thiên hạ. Và biết được công hóa dục của trời đất, mà đâu cần dựa vào cái gì khác. Nhân ái của bậc trí thành ấy xiết bao thành phần. Sự thâm trầm của người sâu sắc biết bao. Sự cao rộng của người khác nào bầu trời. Nếu chẳng phải người vốn thông minh thánh trí,
thông đạt đức trời, thì ai mà có thể biết được. Chương thứ 33. Thì viết, ý Cẩm Thượng Quýnh. Ố Kỳ Văn Chi chứ giã. Cố Quân. Đạo, đạm nhi bất. Kiếm, giản, nhi văn, ôn, nhi lý. Chỉ viện chi cận, chỉ phong chi tự, chỉ vi chi hiển, khả giữ nhập đức hĩ. Thi vân, tiêm vi phục hĩ, diệt không chi chiêu. Cố Quân tử nội tình bất cứu, vô ô ư. Chí. Quân tử chi sở bất khả cấp giã, kỳ duy nhân chi sở bất kiến hổ. Thi vân, tương tại nhi thất, thượng bất quý vu ốc lậu. Cố Quân tử bất động, nhi kính. Bất ngôn, nhi tín. Thi viết, tấu cách vô ngôn, thì mị hữu tranh. Thị Cố Quân tử bất thưởng, nhi dân. Quyến, bất nộ, nhi dân hoài ư phu biệt. Thị viết, bất hiển duy đức, bách tích kỳ hình chi. Thị Cố Quân tử đốc cung, nhi thiên hạ. Bình. Thị vân, dư hoài minh đức, bất đại thanh dĩ sắc. Tử viết, thanh sắc chi ư dị hóa dân. Mặt giã. Thị viết, đức thủ như mao, mao do hữu luân thượng thiền chi tải, vô thanh vô sứ trí. Hĩ. Dịch nghĩa. Kinh thi nói, mặc áo gấm, có hoa. Ở trong rồi ngoài mặc thêm áo mỏng ở ngoài. Ấy. Là vì ngại hoa. Nhân thì sặc sỡ nhưng ngày càng mở. Nhạt dần đi. Đạo của người quân tử, thanh đạm nhưng người ta không chán, giản phác. Nhưng văn nhã, ôn hòa nhưng rành rọt. Nếu biết lẽ đi xa phải bắt đầu từ gần, biết rằng phong khí bắt đầu hình thành từ đâu. Biết được lẽ sự vật từ kín đáo đến hiện lên rõ rệt. Thì có thể tiến vào con đường tu dưỡng. Đạo đức. Kinh thi nói, tuy lặn trốn được ở đáy nước, nhưng cũng thấy được rõ ràng. Cho nên, người quân tử tự xét nội tâm mình không áy náy thì trong lòng không hổ thẹn. Người quân tử có điều mà người thường không đạt tới được, có lẽ chính là ở chỗ thế giới nội tâm mà. Người khác không thể thấy được. Kinh thi nói, trông đua lúc ở trong nhà, cũng rất đứng đắn không thẹn với góc xó tối. Tâm. Cho nên người quân tử chưa hành động, mà người ta đã kính. Chưa nói ra mà người ta đã tin. Kinh thi nói, tấu lên khúc nhạc lặng lẽ không tiếng. Lúc này, chẳng cứ phải nổi giận, mà dân chúng đã kinh sợ hơn cả hình phạt đúa dịu. Kinh thi nói, đức hạnh xiết bao rạng rỡ, bốn phương chư hầu đều bắt trước. Cho. Nên người quân tử chỉ cần dốc lòng cung kính thành thật, thì thiên hạ tự nhiên được thái. Bình. Kinh thi nói, ta hằng nhớ tưởng vua Văn Vương tỏ cái đức sáng của mình, không phải dùng đến to tiếng và sắc mặt. Khổng Tử nói, giáo hóa dân chúng mà phải dùng đến to tiếng và sắc mặt giận dữ, ấy là phương pháp mặt hạ. Kinh thi nói, đức nhẹ như cái lông còn là loại so sánh được, có thể hình dung dược. Chứ đạo trời vận hành, chẳng có thanh âm, chẳng có mùi. Đó mới là mức độ tuyệt vời trí cao vô thượng.